Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, theo dữ liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mực nước tại 70 trạm quan trắc đã vượt mức báo động hôm thứ Ba. Mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp, nơi đã hạ mức xả lũ lần thứ 5 hai ngày trước đó để giảm lượng nước đổ về hạ du, hiện đã chạm mức 153,2m, cao hơn 6,7m so với mức cảnh báo. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết nước này đang bước vào thời kỳ quan trọng trong công tác phòng chống lũ lụt. Ông Ye Yangchun, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết mực nước của 453 con sông ở Trung Quốc đã vượt mức báo động kể từ tháng trước. Trong đó, 106 sông đạt mức cảnh báo cao nhất, 53 sông chạm mức cao nhất trong lịch sử. Hiện sông Trường Giang, thượng nguồn sông Hoàng Hà, lưu vực sông Chu Giang và Hồ Thái Hồ đều đạt đỉnh lũ. Lũ lụt nghiêm trọng từ tháng trước tại Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 37 triệu người. Tại 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố, 151 người thiệt mạng và mất tích, 28.000 ngôi nhà bị phá hủy. Ngoài ra, 2,55 triệu người đã phải sơ tán khỏi các vùng có nguy cơ ảnh hưởng bởi lũ lụt. Mùa mưa ở Trung Quốc thường gây ra mưa lớn tại khu vực sông Trường Giang từ tháng trước tới giữa tháng này. Tuy nhiên, những ngày mưa xối xả kéo dài năm nay khiến chính quyền tỉnh Hồ Bắc từ tuần trước phải hai lần nâng cảnh báo ứng phó khẩn cấp lũ lụt. Gần đây nhất là tối thứ Sáu lên mức cao thứ hai trong hệ thống gồm 4 cấp của Trung Quốc. Lượng mưa kỷ lục ở bên trong và xung quanh tỉnh Hồ Bắc đã gây gián đoạn giao thông, các tuyến cao tốc và đường dây điện bị hư hại, trong khi những chuyến bay và chuyến tàu bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Hoạt động kinh tế của người dân cũng bị ảnh hưởng. Truyền thông Trung Quốc cho biết khoảng 3,5 triệu người ở tỉnh Hồ Bắc, địa phương có dân số gần 60 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lớn từ đầu tuần đến nay, gây thiệt hại trực tiếp đối với kinh tế lên tới 4,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương 640 triệu đô la Mỹ. Ông Yang Gaidong, trưởng bộ phận quản lý khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc cho biết, hiện chúng tôi đã dựng khoảng 1.700 lều tạm, phân phối 3.500 bộ quần áo, 3.004 chiếc giường gấp và 95 bộ áo phao cứu sinh đến các thành phố như Vũ Hán, Nghi Xương, Kinh Châu, Hoàng Cương. Trong số hàng triệu người mắc kẹt phải xa rời những người thân yêu, nhiều người đã trải qua hoàn cảnh này lần thứ hai trong vòng 6 tháng. Hồi tháng 1, Hồ Bắc cũng bị đặt trong trạng thái khẩn cấp nhằm ứng phó với dịch bệnh, với lệnh phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài. Đối với những cư dân Hồ Bắc, thảm họa kép đã khiến vết thương kinh tế thêm nhức nhối. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua đã ca ngợi nỗ lực phòng chống khủng hoảng kép của chính quyền Hồ Bắc, mô tả đợt mưa lớn là bài kiểm tra quan trọng đối với giới chức ngay sau khi đại dịch lắng xuống. Chính quyền Hồ Bắc đã huy động hàng chục nghìn nhân viên ứng phó thiên tai và sơ tán hàng chục nghìn người dân chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Tại Vũ Hán, thành phố nằm ở nơi hợp lưu của sông Trường Giang và một nhánh của nó, giới chức địa phương đang tăng cường giám sát mực nước. Hôm vừa qua, các công nhân do chính quyền thuê trồng các bào cát cạnh sông Trường Giang nhằm đề phòng mối đe dọa. Chính quyền Vũ Hán cũng yêu cầu đóng cửa 188 bến phà, các cảng sông, triển khai hơn 12.000 người tuần tra những điểm yếu dọc sông Trường Giang và các phụ lưu. Một giám sát viên cho biết cô đã canh gác suốt ngày đêm khi mưa lớn dự kiến vẫn tiếp diễn. Lưu Tinh Tinh, một giám sát viên cho biết thời điểm không phải mùa lũ thì chúng ta có thể nhìn thấy cái cây kia cao khoảng 3 mét. Nhưng suốt 9 ngày qua mực nước liên tục dâng cao, chúng tôi phải canh gác 24/24 giờ kể từ khi nước bắt đầu dâng. Những ngày qua mực nước trên hồ Phản Dương ở tỉnh Giang Tây, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc cũng liên tục lập đỉnh. Đến nay đã vượt qua mức đỉnh trong trận đại hồng thủy trên sông Trường Giang năm 1988. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy diện tích mặt hồ đang tăng lên nhanh chóng và đã đạt mức lớn nhất trong gần 10 năm trở lại đây. Hồ này đang phải đối mặt với tình trạng phòng lũ nghiêm trọng nhất kể từ năm 1998 đến nay và có nguy cơ xảy ra đại hồng thủy. Thì đến nay, hơn 7.000 binh sĩ đã được triển khai đến miền Đông Trung Quốc để tham gia các chiến dịch cứu hộ khẩn cấp và kiểm soát lũ lụt. Trong số này, hơn 3.800 binh sĩ được cử đến thành phố Cửu Giang và Bà Dương của tỉnh Giang Tây, nơi họ sẽ đảm nhận việc tuần tra, gia cố đê, sơ tán người dân vùng thiên tai tới nơi an toàn.
tại thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy, hơn 1.000 binh sĩ đang cùng lực lượng cứu hộ tại chỗ chạy đua với thời gian để gia cố đê và sơ tán dân thường. Trong khi đó, theo ông Ye Yang Chun, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc, dự kiến sắp tới mưa lũ sẽ chuyển dần lên miền Bắc nước này. Các sông hồ ở miền Bắc Trung Quốc cũng có khả năng xảy ra lũ lớn cục bộ. Những ngày qua, mưa lũ ở Trung Quốc đã khiến mực nước tại nhiều sông hồ ở miền Nam nước này liên tiếp lập đỉnh. Riêng tại lưu vực sông Trường Giang, một trong những con sông lớn và quan trọng nhất của Trung Quốc, nơi có đập Tam Hiệp, tổng lượng mưa từ gần 40 ngày nay đã vượt trận đại hồng thủy năm 1998 và nhiều thứ hai trong vòng gần 60 năm qua. Giải thích về hiện tượng mưa lũ lớn kỷ lục ở miền Nam Trung Quốc những ngày qua, ông La Qingzhai, chuyên gia về khí hậu nổi tiếng của nước này cho biết, nếu như trận đại hồng thủy năm 1998 trên sông Trường Giang là do hiện tượng El Nino mạnh gây ra, thì năm nay chủ yếu là do tác động của nhiệt độ mặt biển bất thường ở Ấn Độ Dương. Theo chuyên gia này, mặc dù năm nay Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương cũng xuất hiện hiện tượng bất thường của nhiệt độ nước biển tầng mặt, có lợi cho áp cao cận nhiệt đới tại Tây Thái Bình Dương tăng cường, tương tự với năm 1998. Nhưng sự bất thường của nhiệt độ mặt biển nhiệt đới không mạnh như năm 1998. Ông dự báo lượng mưa của Trung Quốc trong tháng này sẽ nhiều hơn hàng năm. Và nếu tình trạng hiện nay tiếp tục diễn ra, thì tình hình phòng lũ ở Trung Quốc sẽ khá nghiêm trọng. Tháng tới có thể sẽ chuyển biến tốt nhưng lượng mưa ở miền Trung nước này vẫn nhiều. Cũng theo phân tích của các chuyên gia Trung Quốc, nếu như những năm 70 của thế kỷ trước ảnh hưởng của hạn hán lớn hơn lũ lụt ở nước này, thì đến những năm 90 tác động của mưa lũ vượt qua hạn hán. Bước vào thế kỷ 21, cả lũ lụt và hạn hán cùng nhiều lên và ngay cả hai loại thiên tai này đều xảy ra thường xuyên như nhau. Với đợt mưa lũ lần này, theo các chuyên gia, hiện nay áp lực phòng chống lũ ở Trung Quốc chủ yếu đổ lên các dòng sông vừa và nhỏ. Đây cũng là các khu vực có nguy cơ cao với các trận lũ xảy ra nhiều và nghiêm trọng. Do vậy, các sông hồ vừa và nhỏ đang trở thành khâu yếu trong công tác phòng chống lũ ở Trung Quốc và nước này cần đề phòng đê nhỏ gây họa lớn. Mưa lớn ở Trung Quốc xảy ra do phong khí quyển Meiyu hay còn gọi là Mai Vũ. Bề mặt ngăn cách giữa hai khối khí di chuyển ngược chiều nhau hoặc khác nhau với tính chất hóa học vật lý. Dải mây Mai Vũ kéo dài từ cao nguyên Tây Tạng vắt qua miền Trung và miền Nam Trung Quốc, kéo dài qua đảo Đài Loan tới miền Nam Nhật Bản, phân tách hoàn lưu Bắc Cực ở phía Bắc và hoàn lưu nhiệt đới ở phía Nam. Từ giữa mùa xuân tới giữa mùa hè, hoàn lưu Bắc Cực thường di chuyển từ Tây sang Đông, khiến dải mây này gần như đứng yên. Dải mây hút hơi ẩm từ Biển Đông, thậm chí từ vịnh Bengal và gây ra những trận mưa lớn tại khu vực mà nó ảnh hưởng. Các trận mưa này ảnh hưởng tới đảo Đài Loan và khu vực phía Đông Nam Trung Quốc từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6, sau đó di chuyển tới phía Bắc Trung Quốc và Hàn Quốc trong tháng 7 và tháng 8. Những trận mưa lớn như vậy thường được gọi là mưa mai, xuất phát từ niềm tin của người Trung Quốc rằng khi hoa mai nở rộ và rơi xuống sông Trường Giang vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch, hơi nước bốc lên từ cây mai biến thành mưa. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng Mai Vũ có xu hướng trở nên nghiêm trọng hơn vào những năm hiện tượng El Nino diễn ra vào mùa đông. Hiện tượng El Nino không xảy ra ở Trung Quốc trước tháng 6, nhưng điều kiện thời tiết cũng gần chạm ngưỡng El Nino trong hầu hết tháng 3 và tháng 4. Ngoài ra, thời kỳ mưa mận kéo dài trong năm nay ở Trung Quốc cũng mang tới lượng mưa nhiều hơn. Mưa mận được đặt theo mùa mận chín ở Trung Quốc thường xảy ra từ tháng 6 tới tháng 7, là giai đoạn mưa hoặc mây liên tục ở hạ lưu và trung lưu sông Dương Tử. Thời kỳ mưa mận ở Trung Quốc năm nay bắt đầu sớm hơn từ 5 đến 7 ngày so với thông thường ở vùng phía Nam và dọc sông Dương Tử, và dự kiến sẽ kéo dài muộn hơn vì kết thúc như thường lệ trong giai đoạn cuối 10 ngày đầu tháng này. Thời kỳ này có thể kéo dài tới giữa tháng, gây sức ép lớn cho nỗ lực kiểm soát lũ dọc sông Dương Tử. Mưa lớn và lũ lụt đã tiếp diễn suốt nhiều tuần qua ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng gần 34 triệu người ở 27 tỉnh, trong đó 161 người đã thiệt mạng. Theo dữ liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mực nước của 212 con sông đã vượt mức báo động kể từ đầu tháng này, trong đó 19 sông tăng lên mức kỷ lục. Trung Quốc hôm qua nâng cảnh báo ứng phó lũ lụt lên mức cao thứ hai khi mưa lớn tiếp tục đổ xuống nhiều khu vực dọc sông Trường Giang. Theo số liệu từ nhà môi giới bảo hiểm Ion, mưa lũ ở Trung Quốc hiện là thảm họa thời tiết đứng thứ 3 thế giới về mức độ thiệt hại của năm 2023, xếp sau bão số 3 tấn công ở Ấn Độ và Bangladesh hồi tháng trước và đợt mưa bão ở Mỹ. Tổ chức Hòa bình Xanh cho rằng thời tiết cực đoan kiểu như vậy sẽ trở thành một kiểu bình thường mới ở Trung Quốc.
Theo sách xanh về biến đổi khí hậu Trung Quốc từ năm 1961 đến năm 2022, tình trạng mưa lớn liên tục gia tăng về mức độ, đặc biệt từ giữa những năm 90, tần suất mưa cực lớn đã tăng đáng kể. Bên cạnh đó, từ năm 1951 đến năm 2022, nhiệt độ trung bình ở Trung Quốc cứ mỗi 10 năm lại tăng 0,24 độ C, nhanh hơn nhiều so với mức tăng trung bình toàn cầu trong cùng kỳ. Lượng mưa trung bình hàng tháng trên cả nước năm nay đã vượt 290mm, tăng 7% so với những năm trước. Từ tháng trước, lượng mưa ở một số vùng đã vượt 500mm, bao gồm hầu hết các khu vực ở tỉnh Quảng Tây cùng với các khu vực ở trung tâm và phía đông tỉnh Quảng Tây. Một số nơi còn báo cáo lượng mưa lên tới 800mm, trong khi đó tổng lượng mưa ở thủ đô Bắc Kinh cả năm ngoái chỉ là 500mm. Quỹ năng lượng Trung Quốc cảnh báo biến đổi khí hậu rõ ràng đã khiến thời tiết khắc nghiệt hơn trên toàn thế giới và là lời cảnh báo các quốc gia cần xây dựng những hệ thống cảnh báo sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.